Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình Sài Gòn Network 51.3 đang theo dõi chuyên mục kinh doanh. Và hôm nay công ty US Alkaline Water, nhà phân phối độc quyền máy lọc nước Alkaline điện giải hiệu Sio Green USA cùng với Hưng Yên và anh Bảo Trần đến để chia sẻ quý vị thêm nhiều những thông tin về chiếc máy lọc nước Alkaline này, cũng như là một cái chương trình đặc biệt promotion và cũng như là chương trình trả góp không tiền lời trong vòng 6 tháng. Thì trước hết là xin chào Bảo Trần. Chào Hưng Yên, chào quý khán giả. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi phải nói ngay trong thời gian qua quý vị nghe TV cũng như một số cơ quan truyền thông Việt ngữ tại Houston, Texas, quý vị biết là máy lọc nước Alkaline điện giải hiệu Sio Green của Hoa Kỳ mà công ty US Alkaline, một lần nữa chúng tôi chia sẻ, chúng tôi phân phối độc quyền trên toàn cõi Hoa Kỳ và chúng tôi phân phối theo mô hình là tổng đại lý của mỗi thành phố cũng như một tiểu bang, và chúng ta chỉ có một nấc để mà chia cái giá commission cho tổng đại lý mà thôi, cho nên giá rất là thấp cho cái máy này. Đầu tiên đó là chúng tôi muốn chia sẻ một cái chương trình trả góp 6 tháng không tiền lời. Cái này phải nhường lời cho anh Bảo Trần chia sẻ thêm chi tiết. Dạ vâng, thì chúng tôi để giúp cho các cô các chú mà có cái tiền về hưu không có được cao lắm, mà các chú cũng muốn có cái cơ hội làm sở hữu một cái máy Sio Green ở nhà để có thể dùng uống cho tốt cho cái cơ thể của mình, thì mình ở đây chúng tôi có cái chương trình là 6 tháng không tiền lời để quý vị có thể mua và dùng. Thứ nhất là tốt cho sức khỏe, và thứ nhì là mình có một cái sản phẩm mà giống như là đẹp để trong cái kitchen của mình nữa. Dạ vâng, anh Bảo Trần có nói tới là 6 tháng không tiền lời, thì quý vị sẽ thắc mắc là 6 tháng không tiền lời như vậy chúng tôi trả một tháng là bao nhiêu. Thì kính thưa quý vị, cái máy Sio Green này rất là đẹp. Cái này chúng tôi đính chính là cái này, cái màn hình để bảo vệ cái máy cho nó khỏi bị chảy xước, chứ không phải là cái máy nó bị xấu như thế này. Nó bảo vệ cho chúng ta cái màn hình touchscreen này. Thì kính thưa quý vị, cái máy này đó nó trị giá là 1.595 Mỹ Kim. 1.595 Mỹ Kim chia ra cho 6 tháng thì mỗi tháng quý vị khoảng trả khoảng 270-280 gì đó mà thôi. Rất là dễ dàng để cho quý vị có thể có được sở hữu một chiếc máy văn minh, hiện đại và cao cấp, làm tôn lên cái giá trị căn nhà của quý vị cũng như cái bếp của quý vị. Chúng tôi cũng rất tự hào khi mà bạn bè đến chúng tôi giới thiệu, dùng thử, uống thử và ai cũng khen cả và thấy đẹp cái bếp chúng ta lên. Thì trước hết đó, thì chúng ta phải nói tới cái máy này là cái máy gì cái đã. Thì kính thưa quý vị, nước Alkaline điện giải là một loại nước cao cấp nhất hiện nay. Chúng ta đi từ lịch sử ông bà chúng ta, tổ tiên chúng ta đó, thì chúng ta uống nước sông, nước ao, nước hồ, sau đó là đào giếng lên để đất đá, đất ở dưới nó lọc, rồi sau đó chúng ta có nước máy. Nước máy xong thì chúng ta văn minh hơn, chúng ta có nước đóng chai, rồi nước tinh khiết, và sau đó chúng ta loài người văn minh hơn, kỹ thuật cao hơn, đưa ra máy lọc Alkaline. Và bây giờ thì chúng ta có máy lọc Alkaline điện giải. Tại sao phải nói là Alkaline điện giải? Là bởi vì trong cái máy này, kính thưa quý vị, nó có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất á, là cái lọc. Cái lọc có nghĩa là lọc carbon, nó lọc hết tất cả những kim loại nặng, những cái chất khử trùng nước để chúng ta khử trùng, và thậm chí những kim loại nặng sắt hay là chì mà quý vị biết đường ống mà dẫn vào nước nhà chúng ta, nó qua một hệ thống ống từ chỗ này tới chỗ khác bao nhiêu mét, bao nhiêu cây số để đến chúng ta. Thì cái ống đó quanh năm suốt tháng, mấy chục năm trời, cả trăm năm, nó sẽ có rỉ sét và có những độc hại. Khi mà người ta dùng những hóa chất đó, người ta khử trùng cũng như lọc đi, nhưng mà không thể nào tốt được. Khi mà chúng ta vào cái lọc này thì nó lọc hết những kim loại nặng đó, lọc hết những chất nhựa, lọc hết cả những cái chlorine mà khử trùng. Nó làm chúng ta rất là tốt, nhưng mà tốt nó chưa đủ. Nó qua một cái công nghệ điện giải nữa, là bộ phận điện phân. Khi mà bộ phận điện phân nó tạo ra chúng ta một nguồn nước có độ kiềm rất là cao. Và chính vì cái đặc tính của loại nước này đó, nó làm cho chúng ta có nhiều những cái lợi lạc, rất lợi lạc về sức khỏe chúng ta. Và chúng ta coi đây là một cái phát minh vĩ đại trong cái công nghệ, trong cái lịch sử khoa học sức khỏe của con người. Mà ngay cả Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản đã khuyến khích người dân dùng loại nước này. Và hiện nay có 180 quốc gia đã đang có mặt cái nước Alkaline điện giải này với những cái máy này để phục vụ và nâng cao cái chất lượng sống cũng như là tuổi thọ con người, bởi vì những lợi lạc về sức khỏe nó phòng ngừa rất nhiều những chứng bệnh nan y nguy hiểm. Thì mời anh Bảo Trần chia sẻ những lợi lạc cụ thể như thế nào.
Dạ vâng, thì để nói về cái những cái lợi lạc đó thì có rất là nhiều cái sách báo hay là những cái nhiều nhà khoa học bác sĩ nói về cái chất lượng và cái gì nó đem lại cho cái máy này. Thì có một số cái lợi lạc mà quý vị sẽ thấy là có thể nghe được, và có những cái những như research nó cho ra là có thể giúp thanh lọc gan, nó giúp đào thải các độc tố rượu bia, ngăn ngừa cái những cái chứng ung thư và sỏi thận, nó cải thiện đáng kể các chứng mà đau nhức mà thoái hóa xương, chẳng hạn như là bệnh gao đó nơi ngà. Dạ vâng. Rồi giảm rủi ro cao mỡ, rồi cao máu và tiểu đường, nó hỗ trợ cái việc tiêu hóa của mình rất là tốt và ngừa cái bệnh dạ dày và đường ruột, nó chống lão hóa, giúp cho cái làn da sáng mịn, nó có thể giúp cho cái việc nấu ăn, làm cho thức ăn ngon hơn. Và giống như là chúng ta ai cũng biết đó, là nếu mà quý vị cũng đồng ý với Bảo là con người mình như thế nào là do thức ăn và nước uống của mình dùng hàng ngày trong cơ thể của mình. Nước uống chiếm hơn 70% cơ thể. Thì có một cái ông bác sĩ tác giả của một cái cuốn sách tên là Nhân tố Enzyme. Ông rất là nổi tiếng, ông là người ở New York nhưng mà là người Nhật. Ông viết cái cuốn sách Nhân tố Enzyme đó, ông tên là Hiroshi Shinya. Thì ông là người đầu tiên trên thế giới thành công trong cái việc phát minh ra cái phương pháp mà mổ polyp và dạ, nội soi bằng phương pháp nhưng mà nội soi mà không có cần phải mở ổ bụng ra. Thì cái cách làm của ông á được rất là nhiều người biết đến, và ông đã giúp hơn 300.000 người cho cái việc mổ nội soi đó. Thì ông có một cái lời khuyên là nên dùng nước alkaline để giúp cho cái sức khỏe đường ruột với bao tử của mình nó được tốt hơn. Dạ vâng, anh Bảo Trần đang nói tới một cái lợi lạc mà ngay cả một bác sĩ chuyên khoa về đường ruột mà chúng ta thường thấy một số quý vị bị đau bụng hay là một số quý vị cao niên mà thấy đau bụng mà đi bác sĩ nó đi nội soi cắt cái polyp đi chứ không thì để lâu nó sẽ biến thành ung thư. Thì đó là bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa khuyên rằng chúng ta hãy dùng nước alkaline điện giải có những lợi lạc đề phòng và tốt cho cái đường ruột của chúng ta. Đó chỉ là một cái lời khuyên về chuyên môn về đường ruột thôi. Tuy nhiên thì cái máy này nó có những cái lợi lạc như vậy thì chúng tôi mới chia sẻ với quý vị rằng là nó trị giá là khoảng 1.595 Mỹ Kim. Và quý vị an tâm khi mua cái máy này là quý vị có 30 ngày, chúng tôi nhắc lại 30 ngày để quý vị dùng thử và quý vị có thể trả lại cho chúng tôi và chúng tôi hoàn tiền lại 100% nếu quý vị không làm móp méo, bị bể vỡ mà chỉ không thích bất cứ lý do gì. Quý vị chỉ nói rằng là tôi không muốn nữa vì lý do này, lý do kia thì chúng tôi phải trả lại cho quý vị 100% trong 30 ngày. 30 ngày quý vị đủ để kiểm tra xem cái máy này quý vị có thích hay không, có hiệu quả hay không và giúp quý vị được cái gì, nó sang trọng hay không, nó tiện lợi hay không, nó tiết kiệm cho quý vị như thế nào. Thì tí nữa anh Bảo Trần sẽ phân tích cái tiết kiệm về tài chính cho quý vị. Nhưng bây giờ thì chúng chia sẻ về ở cái chỗ đặc điểm là chúng tôi tự tin để mà giúp quý vị 30 ngày để quý vị dùng và quý vị có thể hoàn trả lại. Và máy có thể được bảo hành tới 3 năm và quý vị hư thì hãng sẽ sửa. Và nếu không hư, hãng không sửa được thì quý vị có được cơ hội để dùng cái mới, hãng sẽ thay đổi cho quý vị. Và thứ ba nữa là chương trình 6 tháng trả góp không tiền lời. Chúng tôi không, quý vị sẽ không trả một đồng tiền lời nào cả, mà quý vị có thể chia cái giá của cái máy ra và trả trong vòng 6 tháng sẽ dễ hơn cho các bác, các cô, các chú về hưu rồi. Nhưng rất muốn để bảo vệ sức khỏe, duy trì cái sức khỏe và tăng cái tuổi thọ của chúng ta lên. Như vậy chúng tôi muốn giải thích cho quý vị nghe mà những điều mà anh Bảo Trần chia sẻ nó nhiều lợi lạc. Tại sao cái nước này nó có nhiều lợi lạc như vậy? Chúng ta phải căn cứ vào cái nước này có những đặc tính gì, phải không ạ? Cái đặc tính thứ nhất là gì? Nó có cấu trúc phân tử siêu nhỏ, cực kỳ nhỏ, và thể hiện ở một cái chỗ rằng quý vị dùng cái nước này, quý vị bỏ trà vào và quý vị cũng lấy cái nước vòi, quý vị bỏ trà vào, thì cái nước alkaline điện giải của cái máy Cyogreen này nó làm trà ra rất độc, giống như là chúng ta nấu lên như vậy, trong khi nước vòi thì không. Hoặc là quý vị lấy một vài giọt dầu, quý vị bỏ vào cái ly nước alkaline điện giải này, quý vị quậy lên thì dầu nó bị tan ra, nó đánh tan, trong khi giọt dầu trong nước thường của chúng ta, nước đóng chai thì nó nổi phền lên những giọt dầu. Như vậy chứng minh được là gì? Chúng ta uống vào những phân tử, cấu trúc phân tử nước nó rất là nhỏ, nó siêu nhỏ như vậy
Cho nên nó làm nó thẩm thấu vào màng tế bào, nó thẩm thấu vào thành ruột, nó giúp cho hệ bài tiết chúng ta tẩy sạch, và chính vì vậy chúng ta giảm nguy cơ bị sạm thận. Cũng như thẩm thấu vào màng tế bào, nó làm gan và tất cả các bộ phận của chúng ta làm việc hiệu quả hơn, tốt hơn và đánh tan mỡ dầu, cho nên nó sẽ kéo theo những cái chất mỡ mà chúng ta ăn uống fast food quá nhiều trên thành mạch của dạ dày cũng như ruột, nó kéo theo, nó làm giảm nguy cơ bị cao mỡ trong máu. Và một đặc tính thứ hai nữa, đó là cái hàm lượng cái phân tử hydrogen nó rất là giàu và làm cho cái chỉ số ORP, ORP là chỉ số chống lại quá trình oxy hóa trong cơ thể chúng ta. Cái chỉ số này nó âm thì nó chống lại quá trình oxy hóa. Và quá trình oxy hóa là quá trình mà cơ thể chúng ta không mong đợi. Các bác sĩ, các nhà khoa học không muốn quá trình oxy hóa này xảy ra bởi vì nó tạo ra trong cơ thể chúng ta những hợp chất rất độc. Chúng ta mua dầu ăn, chúng ta chiên xào, dầu ăn vốn dĩ là chất bổ. Tuy nhiên chúng ta gia nhiệt lên thì nó tạo ra quá trình oxy hóa. Và nhất là những dầu mà chúng ta deep fry đó, thì nó sẽ làm cái quá trình oxy hóa rất là mạnh và tạo ra những hợp chất để mà rất là độc hại cho cơ thể và gây ra những bệnh nan y như ung thư, bệnh về tim mạch, bệnh về máu, tiểu đường, vân vân và vân vân. Cho nên nó giàu cái hydrogen và nó có chỉ số ORP âm, nó giúp chúng ta chống lại quá trình oxy hóa và đề phòng những căn bệnh rất là nguy hiểm. Thêm nữa đó là chúng ta có, nó có một cái đặc tính là độ kiềm rất là cao, nó trung hòa trong cái độ kiềm, độ chua trong cơ thể của chúng ta. Cơ thể chúng ta có độ chua khoảng 7.3, độ kiềm khoảng 7.3 tới 7.4 là tốt nhất. Tuy nhiên, cơ thể chúng ta những yếu tố về căng thẳng cuộc sống, những yếu tố về ăn uống, những yếu tố về môi trường, chúng ta ăn uống nhiều đồ ăn không tốt, hóa chất độc hại, nó làm cho độ chua, độ kiềm nó rối loạn. Thì cái nước này độ kiềm cao, chúng tôi có 3 cái mức độ kiềm. Kiềm 1, quý vị thấy, kiềm 1, kiềm khoảng 8.5, rồi kiềm tới độ kiềm thứ hai đó là 9 chấm và độ kiềm thứ ba là khoảng 11 chấm, thì chúng ta dùng để rửa rau cũng như là rửa trái cây rất là sạch, tẩy hết axit ở độ kiềm thứ ba, và chúng ta uống ở độ kiềm thứ nhất và độ kiềm thứ hai. Và thứ ba nữa, chúng ta có độ kiềm trung tính là 7 cho pha sữa cho em bé cũng như các em nhỏ 1-2-3 tuổi uống rất là tốt. Và thứ tư, chúng ta có một độ axit mà quý vị thấy đây là khoảng 4.3 chấm mấy thôi, để cho quý vị, các bạn trẻ, các cô, các anh, các chị rửa mặt da rất mịn và có tác dụng ngay khi một cái lần đầu tiên quý vị dùng, quý vị thấy khác biệt ngay. Và ở trên này có một cái dấu nút để quý vị clean tự động, máy nó cần clean cái filter, chúng ta tự động bấm clean, rất là hiện đại và văn minh. Và đặc tính thứ tư nữa đó là nó đảm bảo cái độ khoáng chất cần thiết cho cơ thể chúng ta. Chúng ta an tâm, chúng ta phải cần một bổ sung một lượng khoáng chất đầy đủ trong cơ thể, thì cái nước này nó cho chúng ta một khoáng chất tự nhiên. Như vậy bốn cái đặc tính đó nó làm cho nước này có một cái lợi lạc mà Nhân Bảo Trần có nói, rất là tốt cho sức khỏe, mà chúng ta ngăn ngừa được rất nhiều những chứng bệnh gan thận cho tới dạ dày tiêu hóa. Chúng ta giảm cân được bởi vì nó hòa tan hết chất béo, và chúng ta có thể làm da chúng ta mịn và nấu ăn rất là ngon. Như vậy quý vị đặt ra rằng là cái máy này nó có thay filter hay không, nó có bỏ muối hay không, và nó lợi lạc gì, nó có mắc hay không, khi mà chúng ta so sánh với đi mua nước alkaline ở ngoài một đồng một galon, thì cái này chúng tôi nhờ anh Bảo Trần phân tích. Dạ vâng, thì cái máy này nó có một cái filter, nó nằm bên cái tay trái đây, thì cái filter này nó sẽ giúp cho các mình lọc ra được là 10.000 lít nước, có thể tương đương là 2.650 galon. Thì nếu mà mình hết đó thì mình thay, thì tính ra thì mỗi galon khoảng 3.7 cent thôi. Còn bây giờ mình đi hấn nước mà nước thường thôi đó là đã 30 cent một galon, mà mình bưng một lần 5 galon rất là nặng nề và mệt mỏi. Mùa đông lạnh lẽo, mùa hè thì nóng nực, nói chung là mưa cái cỡ nào mình cũng phải là cái người đi lấy nước về cho gia đình mình để mình uống, mình ăn cho bản thân và con cái nữa. Ngoài ra nếu mà mình so sánh với lại một cái, như anh Niên nói là cái nước alkaline bình thường nó đã là một đồng một galon, và một lần nữa quý vị cũng phải tự mang về, và cái chất lượng của nước alkaline thì không thể nào nó hơn được, nó không bằng được cái alkaline điện giải được.
Dạ vâng. Dạ. À, như vậy chúng ta làm một bài toán là nước alkaline bình thường thôi đó là một đồng mà chú quý vị mua ở Walmart là đồng mấy? Chúng tôi nói rẻ một đồng đi, mà cái filter này anh Bảo Trần có nói là 10.000 lít, 10.000 lít tương đương với 2.640-50 gallon. Như vậy quý vị mua 1 gallon nước alkaline thôi đó, chứ không phải alkaline điện giải đó, là một đồng là thấp nhất rồi. Như vậy có nghĩa là cái filter này quý vị dùng là trị giá là 2.650 Mỹ kim. Trong khi cái máy, toàn bộ cái máy này chỉ có 1.595 Mỹ kim, mà chúng tôi còn tặng một cái filter. Đây là một chương trình promotion, chúng tôi đã nhắc lại, chúng ta được gọi như 30 ngày để trả lại, chúng ta được 3 năm bảo hành, và quý vị sẽ được trả 6 tháng trả góp không tiền lời. Và chúng tôi đang có promotion bắt đầu bây giờ, quý vị xem chương trình này, quý vị sẽ được tặng một cái filter trị giá 100 Mỹ Kim. Quý vị dùng hết 10.000 lít xong, quý vị có một cái free filter trị giá 100 Mỹ Kim. Như vậy cái chương trình promotion đặc biệt lắm quý vị. Và quý vị liên lạc với công ty và của chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình 281-502-1531 để có thêm chi tiết. Và bây giờ đó, thì để mà kết thúc chương trình thì chúng tôi nhường lời cho anh Bảo Trần thêm, nói thêm về cái máy này có những lợi điểm gì, kích thước và lắp đặt ra làm sao, và cái công ty, nguồn gốc của công ty này như thế nào. Dạ vâng, thì các bạn cũng thấy cái kích thước cái này nó rất là nhỏ gọn, nó cỡ hơn một cái hộp dài chút xíu thôi. Cái bề này là 9 inch, bề này là 12 inch và bề dày á, là 5 inches. Thì khi mà mình để trong cái bếp của mình, nó nhìn cho nó rất là đẹp, nó đẹp, làm cái bếp mình đẹp hơn. Và thêm nữa là cái lắp đặt. Và cái lắp đặt á, thì nó rất là đơn giản, cỡ 10-15 phút, ngay cả các phụ nữ cũng làm được. Tại có một số chị mua về tự gắn xong chụp hình gửi để giới thiệu lại, giống như là cho các chúng tôi thấy được. Thì lắp đặt rất là đơn giản, và ngay cả chúng tôi có một cái video 10-15 phút chúng tôi cũng làm live cái cách mà lắp đặt cái máy này. Thì quý vị cứ theo dõi cái đó là có thể làm được mà thôi. Rất đơn giản và rất là tiện lợi, đẹp. Không cần bổ sung muối. Không cần bổ sung muối, dạ vâng. Dạ vâng. Và quý vị nào mà mua tặng ở Việt Nam thì có thể đem về để tặng, bởi vì cái này chúng ta kỹ sư đã thiết kế là quý vị dùng được dòng điện 220, không cần phải ổn áp, không cần phải biến thế, hay không cần một cái bộ phận phụ gì để chuyển đổi dòng điện cả. Cho nên quý vị cứ cắm ở đây cũng được, về Việt Nam cắm cũng được, rất là thuận lợi, rất là văn minh, hiện đại. Chúng tôi nghĩ rằng một cái chương trình trả góp 6 tháng không tiền lời, và chúng tôi tặng thêm một cái filter trị giá 100 đồng trong cái dịp này. Đây là chúng tôi đặc biệt, và đồng thời là được 30 ngày dùng thử, quý vị an tâm nhé. Và bây giờ thì chúng tôi muốn dành một vài phút cuối để giới thiệu cho quý vị một sản phẩm mới của hãng Sio Green. Cái này là cái filter trong cái bồn tắm của quý vị thấy không? Rất là sang trọng lắm luôn và đẹp. Và đặc biệt cái này nó có bộ lọc là double lọc, có nghĩa là hai phần lọc. Một lọc thứ nhất là cái bộ phận là carbon, nó lọc hết những kim loại nặng cho quý vị, lọc hết những cái chlorine, lọc hết những cái chất hóa chất độc hại. Nó làm da của quý vị rất là khỏi bị khô, khỏi bị ngứa, khỏi bị dị ứng, và tóc của quý vị sẽ chống được cái sự rụng tóc. Cái này nó rất là đặc biệt, cái này cũng một cái hãng Sio Green này, nó chuyên về nước 10 năm nay, cho nên nó sản xuất và nó có hai phần lọc, lọc carbon xong, anh nhờ anh Bảo Trần cầm. Dạ vâng. Nó sẽ có bộ phận lọc nữa, hai bộ phận lọc, nó làm rất hiện đại và bên ngoài quý vị thấy rất là sang trọng. Đây là một sản phẩm mới của hãng Sio Green, và đặc biệt trên này nó có màn hình nữa, phải không thưa Bảo Trần? Dạ, nó có cái để cho mình biết là mình xài được bao nhiêu gallon rồi, thì một cái này có thể dùng được 13.000 gallon. 13.000 gallon. Dạ vâng. Quý vị, cái này thì trong thời gian sắp tới, gần đây thôi, thì công ty hãng Sio Green để tung ra thị trường. Bởi vì cái gì mà nó mới tung ra thì giá nó sẽ rất là thấp để mà chúng thâm nhập thị trường, và công ty này vốn dĩ đã có mặt trên thị trường rồi. Thì đó là cái sản phẩm mà chúng tôi muốn chia sẻ, giới thiệu quý vị. Trong tương lai, thời gian gần nữa, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và bán cho quý vị để lọc trong cái bồn tắm của quý vị. Một lần nữa thì chúng tôi gần hết giờ, chúng tôi xin rời tạm biệt và nhắc lại cái máy lọc nước alkaline điện giải hiệu Sio Green USA. Chúng tôi đang có chương trình promotion tặng một filter trị giá 100 Mỹ Kim. Quý vị có 30 ngày để trả lại nếu không thích bất cứ lý do gì, ngoài trừ bị vỡ hoặc là bị chảy xước, bị móp méo, chúng tôi không nhận lại. Còn lại 30 ngày quý vị trả lại, và đồng thời quý vị được bảo hành 3 năm, dùng hư hãng sẽ sửa, nếu mà sửa không được thay cái mới cho quý vị, và được 6 tháng trả góp không tiền lời quý vị nhé.
Và bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt với số điện thoại trên màn hình. Quý vị nhớ 281-502-1531, phòng showroom của công ty trong khu Linh Quy gần KT Printing ở 10515 Bel Air Boulevard. Và quý vị vào trong đó quý vị sẽ biết và xem máy như thế nào. Xin chào anh Bảo Trần. Dạ, chào Nương Yên. Và chào xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Một lần nữa quý vị nhớ máy lọc nước Aqualine điện giải Sio Green USA. Xin kính chào Hưng Yên, tạm biệt.